Thưa quý vị, thưa các bạn, trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, cùng với chiều dài lịch sử đất nước, trải qua nhiều lần thay đổi mô hình để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế và hiệu quả quản lý, lực lượng quản lý thị trường ngày càng khẳng định vai trò chủ công trên mặt trận đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thị trường nội địa. Trải qua 65 năm xây dựng, phát triển, lực lượng quản lý thị trường Việt Nam đã ghi những dấu ấn lịch sử quan trọng. Giai đoạn 1957-1982, nhiệm vụ chủ yếu của công tác quản lý thị trường là kết hợp cải tạo thương nghiệp tư doanh, xây dựng hệ thống thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống đầu cơ, tích trữ, kinh doanh trái phép. Trong suốt chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, mặc dù nhiều lần thay đổi mô hình tổ chức theo yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, nhưng ở hoàn cảnh nào, lực lượng quản lý thị trường cũng luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Thì theo tôi, cái việc chính ấy là quản lý thị trường trong 6 năm qua thì cũng là góp phần, một trong những cái lực lượng góp phần bình ổn thị trường, phòng chống những cái hành vi gian lận thương mại. Theo tôi, đấy là cái thành tích nổi bật nhất của lực lượng thị trường trong 6 năm qua. Đặc biệt, trong năm 2022, sau hơn 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, kinh tế đất nước dần hồi phục, nhưng cũng là thời điểm để các thành phần làm hàng nhái, hàng giả, gian lận thương mại hoành hành. Chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm 2022, đã có hàng chục vụ vi phạm từ thực phẩm bẩn, mỹ phẩm giả đến gian lận xăng dầu đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Và từ nay đến cuối năm, theo nhận định, sẽ là thời điểm tội phạm gia tăng, đặc biệt là trên môi trường mạng. Do vậy, lực lượng quản lý thị trường cần tập trung cao độ trong phòng chống các hoạt động này. Cuối năm thì chúng tôi sẽ tập trung vào mấy hoạt động chính. Thứ nhất là liên quan đến lĩnh vực mặt hàng chủ lực và xăng dầu. Bởi vì là với cái tình hình này thì xăng dầu vẫn tiếp tục sẽ là cái điểm nóng. Nhưng mà lực lượng thị trường đã được bộ giao giám sát, đảm bảo cái không có gian lận thương mại trong việc bán hàng xăng dầu của gần 17.000 cây xăng trên cả nước. Thì đây là trọng nhiệm vụ trọng tâm. Sau đó thì vấn đề liên quan đến hàng giả, rồi chuẩn bị trung thu thì vấn đề an toàn thực phẩm, chuẩn bị khai giảng thì những cái vấn đề liên quan đến tiêu dùng học sinh, rồi chuẩn bị cũng Tết dương lịch âm lịch, thì những vấn đề liên quan đến hàng giả, hàng nhái, và đặc biệt là đến cái xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường thương mại điện tử, trên mạng xã hội v.v. Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường cần tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục hạn chế, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm pháp luật về giá, gian lận thuế và các hành vi gian lận thương mại khác, góp phần bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, nhà sản xuất và kinh doanh, tạo sự phát triển lành mạnh của thị trường.